ý là em nói lộn á, là đường Sư Nguyệt Ánh đó chị. Số đường Sư Nguyệt Ánh, số nhà 11. Số nhà 11, đường Sư Nguyệt Ánh à. Dạ đúng rồi. Dạ, cây 4 chỗ. Chào tất cả mọi người, không biết là mọi người đã ngủ chưa? Còn mình thì vẫn đang quay, tiếp tục quay miệt mài trong một cái công đoạn đang làm phim với tất cả mọi người ở đây. Và hiện tại thì mọi người đang tất bật chuẩn bị những công đoạn để mà có thể quay được một cảnh đại rất là lớn. Để mà chuẩn bị cho một cảnh quay rất là đẹp này thì hầu như tất cả mọi người đều phải tập trung vào công việc. Mình thì đang phụ giúp mọi người làm một việc, đó chính là livestream để có thể giúp cho mọi người động lực chứ quay nhiều hơn nè. Đây, đây là bạn tên là Nguyễn Đại Hùng. Hùng ơi, Hùng có thể cho biết một số vấn đề trở ngại khi mình làm phim trong buổi tối ngày hôm nay không Hùng? Dạ, đó chính là chạm mặt cho anh Khang quá nhiều lần. Dạ. Em đọc sai tên người ta rồi. Ai? Phạm Minh Thuận. No, đây. Phạm Văn Thuận. Đây. À, Nguyễn Đại Hùng. Đại Hùng ơi, cho chị mượn cái cục sạc chút đó em. Cục sạc em để trên xe rồi. Nguyễn Đại Hùng cao 1m51. Anh cho em mượn cục sạc chút xíu em. Cục sạc của anh là anh Nguyên Bác giữ. Của anh Nguyên Bác. Em ơi, Sơn Hùng Minh ơi, em cao 1m55 lận. 1m55 mình nghe mọi người ơi. Em có cục sạc không? Xin chào mọi người, bạn này tên là Phạm Văn Thuận mọi người nha. Biệt danh là Phạm Can mọi người nha, hot face đó. Cảm ơn mọi người. Hôm bữa em hỏi ông ở ngoài đời anh tên Khang hả? Không, anh không phải tên Khang, anh tên Can. Vâng, đây là bạn Hứa Mai. Đâu? Ủa vậy thôi, cười nhạt gì bà. Bà chào mọi người, cắt được hả? Ừ, chào mọi người. Bây giờ công việc của em đang là gì? Em phải đi lấy đồ cho người yêu của anh phải không? Ôi, công việc cao cả quá. Thôi, để mọi người nói tôi không dữ lắm á. Đâu, đầu anh rồi nè. Chào chị xinh đẹp. Chào chị, chào em, chị chào em. Chị hiền lắm em ơi, chị không có dữ đâu. Chị hiền dữ lắm. Nếu đã xem nhau như có cuộc đời. Này. Không mấy này mượn. Xem mượn máy sấy đi. Trời ơi, chơi vậy luôn hả? Anh dễ dãi lắm em à. Chơi tới mức vậy luôn hả? Anh dễ dãi lắm em à. Người yêu anh hung anh cái là anh mượn liền à. Tại sao em bỏ đồ lúng túng vậy? Chưa xong mà. Đây là bãi chiến trường của Hoài Sinh. Ô, có Yuri nữa nè. Lấy cho em cái điện thoại em mượn em soi. Soi gì? Đang quay Đà Lạt à? Đây là anh chủ nhà. Hai anh em đây. Em quay của tối đêm nay. Sao để cây kẽm ở đây? Cho em qua được không? Có dây nha, có chừng á. Ngày mai, tối mai mình mới về. Hiện tại mình vẫn đang quay ở đây. Đà Lạt lạnh lắm mọi người ơi, có 17, 16 độ mọi người ơi. Có khi nào đang đi như vậy té xuống nước không? Xin chào tất cả mọi người, mình còn đang quay ở đây nè, chưa có về được đâu.
Thôi té rồi bệnh á. Anh đang bệnh mà anh vẫn chưa hết bệnh đâu. Vẫn còn đang sốt đây nè. Chúng rồi, ở đây là view hồ bơi. Xong rồi quay cảnh bơi. Đúng rồi, vai một đại thiếu gia mà phải đàng hoàng một xíu chứ. Anh biết rồi, anh sẽ giữ sức khỏe để mà có thể về làm việc nữa. Anh nghỉ VOV Giao thông 10 ngày rồi đó. Anh nhớ mọi người lắm. Không biết làm sao nữa, tại vì một hồi sẽ có cảnh hôn nhau á, sẽ có cảnh lên giường nữa đó. Sao bong bóng bay hết rồi ạ? Nước lớn hả? Mọi người ơi, xì nước bớt được không mọi người ơi? Mọi người ơi, Minh ơi giúp đỡ đoàn phim đi Minh ơi. Mình vô mình giúp đỡ đọc phim đi, mình đừng live stream nữa Minh ơi. Live stream chỉ biết chừng nào mới xong đi Minh ơi. Đúng rồi, nào có biết bơi đâu. Ủa hai đứa nó đâu rồi? Hai đứa ơi, hai đứa đi đâu bỏ anh vậy? Hai đứa đi về lấy đồ cho Hà Sinh nè. Lạnh lắm mọi người ơi. Tối tối mình hay làm gì người yêu? Làm gì vậy? Mệt không? Đang đi tìm đồ này. Tìm gì? Anh tìm chưa? Lạnh quá. Kê lên. Đây ơi, chỉ chìa khóa luôn nè. Cái mặt chưa có tóc xong rồi. Không bóng cho ta. Vô làm tóc cho. Đẹp quá. Hello mọi người. À mọi người ơi, à, chuẩn bị là đến cái đoạn này là cái đoạn sinh nhật của Hà Sinh nè. Sao lấy điện thoại của anh rồi? Chào. Giữ đi, cầm đi, livestream đi. Chào bạn Hồ Hồ Tường nha. Oh sorry. Đây nè. Tóc. Làm tóc cho một xíu nè. Xíu cho trong là. Phim của tụi mình đóng là phim gì anh? Vì gặp nên mới tương phùng. Phim cũng nhất. Hà Sinh ơi cướp. Cướp spotlight của ông Minh rồi. Spotlight. What's the name? Spotlight là spotlight á, đúng không? Là gì? Là cướp diễn đàn qua rồi. À. Tìm cho Hà Sinh, cảm ơn bạn Quyền Trân nha. Nó xa cho nè. Sướng. Anh em xin cái gì đâu rồi? Chuyện này về
ChatGPT hả? Cái gì? Đúng rồi, phim này là phim Đan Mỹ. Thành ra Sơn Ngọc Minh là deadline rồi. Deadline rồi. Phim đã tình thật đi hai người ơi. Thích có không? Rồi có không? Không biết. Mọi người ơi, chuẩn bị tối nay là có một cảnh là phải hôn nhau. Mà Hà Sinh thì sợ nước miếng lắm. Nói gì vậy? Ừ? Nói gì vậy? Nói sợ nước miếng. Nói bây giờ, nói bậy đi. Hà Sinh có thích anh Minh không? Minh dạ. Xin kìa, xuống đầu Hà Sinh vậy. Hà Sinh thích gì chụp. Hả? Mày nói gì vậy? Mày không thích anh Minh. Thích cả hai ai cho? Chỉ thích một thôi. Chưa có tập hôn. Xíu nữa là ảnh kêu là cứ nhắm mắt lại là ảnh hôn sao. Chèo thuyền trực sinh nha. À sao? Trời ơi, tôi chính thức chèo thuyền trực sinh nha. Là sao? Không hiểu. Là Viên Trực và Hà Sinh, hiểu không? À. Khỏi làm tóc đi em đẹp rồi. Em đẹp rồi, khỏi làm tóc. Hay là để tóc xõa xõa vậy ta? Ừ. Mọi người ơi nên dựng lên. Mọi người ơi. Mọi người ơi nên nói, dựng lên lắm. Hay là sẽ xuống. Nói gì đi. Chưa hỏi mọi người mà. Cảm ơn bạn Vinh Ly nha. Thích chứ. Cảm ơn các bạn của các chị, các chị Mini. Các chị của Mini nha. Cảm ơn. Chị Mini làm gì cho em? Mua trà sữa cho em. Ừ. Anh ơi, ít bong bóng phải không? Muốn nhiều nhiều. Còn ở trong mà mọi người đang thổi mà có anh với em đang rảnh đó. Có cái dây á, bắt qua luôn kìa. Đây là xíu cảnh này đẹp lắm. Hà Sinh bao nhiêu tuổi rồi? Hà Sinh 20 tuổi rồi. 20 tuổi rồi. Là Hà Sinh biết yêu chưa? Biết yêu rồi, nhưng mà chưa biết không? Sao? Cái gì cũng biết nhưng mà không biết không thôi. Không quẹt ở đây đâu. Không quẹt giữ lửa của một em. Bye bye. Ủa Cang, bây giờ trang điểm nãy giờ một tí nữa hồn chưa xong Cang. Em thích trà sữa. Cang sinh nhật lướt qua thôi mà Cang. Em thích trà sữa. Nhờ Hà Sinh ơi là sao? Em trà sữa, thích trà sữa không? Có, trà sữa ngon mà. Em uống 2 ly luôn á, xong rồi anh Minh còn cho em 1 ly nữa là em uống thành 3 ly. Ờ. Uống như heo. Em uống 3 ly đó. Em uống như heo. Sáng quá. Mà bẻ ra thì tối quá, không thấy gì hết. Mà để ra thì sáng quá. Chết rồi. Mình chiếm cái này luôn rồi. Ly lục trà nha xinh. Hà Sinh chúc bi cô tê đáng yêu quá nha nha.
Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Chỉ cần Hà Sinh nên Hà Sinh nói thật đi, Hà Sinh có thương Sơn Ngọc Minh ngoài đời thiệt không? Em muốn hai người một cặp quái nè. Mình có tình cảm với Hà Sinh rồi, Minh có tình cảm với Hà Sinh rồi. Nè, mặt nè, có không? Thiệt không? Thiệt. Lấy em học thoại cho mà em ngồi đây em chơi vậy. Đó. Lấy thoại em. Hay quá ha. Mọi người thấy không? Chửi suốt ngày luôn á. Chửi suốt ngày. Chẳng biết là, không biết là ở ngoài đời với lại trong phim. Nhưng mà đến nào hay đến đó đúng không? Cho chị. Cái dài trên đầu của em cả đống luôn. Yeah. Hả? Rất nhiều. Cũng cạo đi. Em coi đó, một năm chỉ có một lần sinh nhật à. Mà nói để em dẫn ra nhà hàng ăn. Bây giờ mời Triệu Khiết với lại Lộ Anh Hùng tới chơi thì em chịu. Không cạo. Em không có ngày sinh nhật. Tại vì em không biết em sinh ra ngày nào đó. Đi vào. Đi vào. Hôm nay có lẽ là ngày nội em nhặt em về nuôi thôi. Em cũng không muốn phiền mọi người đâu. Thì có sao đâu. Cứ xem như hôm nay là ngày sinh nhật của em đi. Anh sẽ luôn bên em bất cứ khi nào em cần. Anh tốt với em quá à. Suốt mấy năm nay anh luôn bên cạnh em rồi còn gì. Anh tốt với em quá à. Suốt mấy thổi, đã thổi móng sao mới thổi được. Vì thì vì anh thương em. Em biết tình cảm anh dành cho em mà. Em cũng thương anh. Thiệt không? Sao bấy lâu nay em không nói, bây giờ mới lại nói? Thiệt chứ. Bây giờ em đã là sinh viên đại học rồi mà. Vậy sao bây giờ mới nói chuyện nó ra? Thì em thấy anh thương em quá, cho nên em mới nói ra cho anh vui đó. Vậy hả? Anh vui quá à. Chọc em thôi, chứ em vui quá à. Ủa, lần nào vậy? Đó. Vậy sao giờ mới nói? Thì chọc, chọc anh nữa hả, anh vui quá. Cao nhập quan thần coi kìa. Càng ơi, tối nay là khỏi ngủ rồi Càng ơi. Khó xử. Bởi vì anh khó xử luôn. Không, nó lỗi thường mà. Rồi lại đi. Ủa, đến đây là hết rồi đúng không? Trời ơi, nè, Duyên Trực, Duyên Trực chọc ghẹo Hà Sinh, Duyên Trực ôm từ từ và hôn Hà Sinh. Ôi má ơi, chết mất. Lại đi anh. Em coi đó nè. Em coi đó, mỗi năm sinh nhật chỉ có một lần thôi à. Vậy mà anh nói. Vậy mà để anh nói là dẫn ra nhà hàng ăn, hoặc là kêu Lộ Anh Hùng hoặc Triệu Khiết tới chơi thì em không chịu. Em không có sinh nhật vì em cũng đâu có biết em sinh ra ngày nào đâu. Hôm nay có lẽ là ngày nội em nhặt em về. Em cũng không muốn phiền mọi người. Thì có sao đâu, cứ coi như hôm nay là ngày sinh nhật của em đi. Rồi vui lên. Anh sẽ bên em bất cứ khi nào em cùng. Bất cứ khi nào em cần. Anh tốt với em quá à. Suốt mấy năm nay, anh luôn bên cạnh em rồi còn gì nữa. Suốt mấy năm nay, anh luôn bên cạnh em rồi còn gì nữa. Vì em thương em. Ừ, vì nói mẹ cũng khóc như điên luôn. Em, dạ. Con mắt trái của chị nó rất là yếu. Mà chị khóc như vậy hoài thì chị không thể nào chị tập trung được. Mọi người ơi, phim này khi này không có phát hành mọi người ơi. Phim này, anh này khóc nhiều, chị này khóc nhiều. Vì ai? Vì Hà Sinh. Tại sao vì Hà Sinh? Thì thương Hà Sinh cho nên mới khóc nhiều. Vậy hả? Tại biết thương Hà Sinh hả? Biết chứ. À, đâu, lỡ mới để giấu lại sai rắc co đó. Đây là chị Gì khó quá quên đi.
Ngoạn nha. Không nổi. Từ đây đến suốt đời em thương Minh như vậy luôn được không? Hả? Em lặng tức là em đồng ý đó. Em thả tiếp đây nè. Em Hà Sinh không có sinh nhật. Vì Hà Sinh cũng đâu có biết là Hà Sinh sinh ra ngày nào đâu. Em coi đó, mỗi năm chỉ có một lần thôi à. Mà hôm nay là ngày sinh nhật của em ấy chứ. Vậy mà anh nói là kêu lộ anh Hùng hoặc là Triệu Khiết tới chơi thì em không chịu. Em không có sinh nhật. Tại vì em cũng đâu có biết em sinh ra ngày nào đâu. Hôm nay có lẽ là ngày nội em nhặt em về. Em không muốn phiền mọi người. Thì có sao đâu, cứ xem như hôm nay là ngày sinh nhật ngày em chào đời vậy. Vui lên đi, anh sẽ bên em bất cứ khi nào em cần, được không? Anh tốt với em. Anh tốt với em quá. Suốt mấy năm nay anh luôn bên cạnh em rồi còn gì nữa. Vì anh thương em. Em biết tình cảm anh dành cho em. Em cũng thương anh nữa. Thiệt không? Thật chứ. Bây giờ em đã là sinh viên năm 2 trường đại học rồi mà. Vậy tại sao bây giờ mới chịu nói ra? Thì tại người ta thấy anh thương người ta quá cho nên là muốn chọc cho anh vui đó. Anh vui quá à. Anh vui quá, em chọc cho anh vui quá. Dạ. Vui. Dạ. Sến quá men. Thuộc chưa? Có em là thuộc chưa á, anh thuộc rồi á. Đó mọi người thấy không? Cái nào cũng chửi vậy đó. Chửi vậy chứ thương lắm á. Rồi ok, bây giờ mình cá độ nha, cá độ. Mọi người làm chứng mọi nha. Mọi người dò đi. Mọi người dò nha. Mọi người không được nhắc nha. Mọi người không phải là trên Facebook của anh Minh rồi. Mọi người nhắc anh Minh là không có công bằng với lại Hà Sinh đâu. Nha. Rồi ok, bắt đầu. Thua là búng tay. Ba cá. 3, 2, 1. Em coi đó. Em coi đó. Mỗi năm sinh nhật chỉ có một lần thôi à. Vậy mà anh nói là dẫn ra nhà hàng ăn hoặc là kêu lộ anh Hùng hay Triệu Khiết tới chơi á thì em không chịu. Em không có sinh nhật. Em cũng đâu có biết là em sinh ra ngày nào đâu. Có lẽ hôm nay là ngày ông nội em nhặt em về. Em không có muốn phiền mọi người. Cứ coi. Thôi ghê lắm. Cứ coi như hôm nay là ngày sinh nhật của em đi. Cứ coi như hôm nay là ngày xem chào đời đi. Cứ coi như em như này chào đời đi. Sao? 3 2 1 Thua. Không, từ. Thua mọi người. Anh sẽ bên em bất cứ gì em cần. Thì anh cũng bên em suốt bao nhiêu năm nay rồi còn gì nữa. Thì bởi vì anh tốt với em quá. Bởi vì vì anh thương em. Em biết tính của em à? À. Em biết tình cảm của anh dành cho em mà. Em cũng thương anh nữa. Thiệt không? Thiệt. Bây giờ em là sinh viên năm 2 rồi mà. Tại sao bây giờ em chỉ mới chịu nói ra? Thì em thấy anh thương em quá cho nên em muốn chọc anh đó. Chọc anh hả? Anh vui quá à. Sao nè? Đừng có tiết lộ nha. Anh thua rồi đó. Không, em thua á. Em có thua đâu, em có quên đâu. Không, em thua á. Anh thua nè, anh ấp úng. Em thua. Nếu mà anh không, không phải là ấp úng, cái đó gọi là người ta diễn, em hiểu không? Không có diễn, mọi người làm chứng gì. Thôi chết rồi, cái điện thoại rồi. Tại thế sao là hung nhưng mà chắc xíu nữa thì cứ nhắm mắt. Ê, làm đại thôi. Ủa sao không kiếm bà hè nói gì cái này này kiếm hè bà kiếm năm nào biết sao nó bị không hợp với em á. Nếu mà nó là vậy chơi nó thì hả? Hè xin bóng tay anh Minh đi. Đúng rồi, mọi người nói nè. Không. Đang bận hả? Anh thuộc mà. Không, anh thuộc mà. Rồi, điện thoại rớt trên xe rồi.
Chết rồi, để em gọi chết lại rồi, cho. Chết rồi, sao rồi? Hả? Gọi lẹ coi. Có cái điện thoại mà hai đứa này. Chờ từ đi. Em bỏ cứu coi có con, đâu có đem theo đâu. Hồi nãy em nhớ có đem theo cái gì nè. Để em gọi lên tổng đài cho. Để khách sạn không? Nãy em đâu có đi ra xe. Ngồi trên xe rồi. Để đó em gọi khách sạn cho. Trên xe. Ờ, gọi. Xe á. Gọi cái tổng đài cho. À, lúc nãy em có gọi một chiếc xe đến đường đường gì nào? Cái đường này là đường gì anh? Đường Sư Nguyệt Ánh. Đường Sư Nguyệt Ánh á chị. Thì bạn của em có để quên cái điện thoại ở trên xe xe taxi đó đó. Chị có thể dạ. Đường Sư Nguyệt Ánh về 19 Bà Triệu. Đi, đi từ Sư Nguyệt Ánh đến Bà Triệu, xong rồi đứng đợi trước cửa Bà Triệu, rồi vòng lại Sư Nguyệt Ánh. Mới tức thì mà. Mới tức thì luôn à. Xong rồi đứng đợi ở chỗ Bà Triệu rồi vòng lại Sư Nguyệt Ánh. Thì cước phí hết bao nhiêu vậy? 80. Giờ này mấy giờ? Nó có 11 giờ à. Xe 4 chỗ à. Vừa mới xong thì chị em vừa mới xuống xe. Dạ rồi ok. Chờ chút người ta gọi người ta báo liền. Bình tĩnh thôi đợi xíu. Từ từ không có gì đâu. Thôi đi. Chấp em đó. Còn đợi tiếp theo. Xong rồi mà. Hết tập rồi. Lại nha. Lần cuối không được ấp úng luôn á. Bắt đầu. Em coi đó. Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Vậy mà anh nói là dẫn em đi nhà hàng ăn. Hoặc là nói chịu khiếp thì lộ anh hình tới chơi á. Lộ anh hình là lộ gì? Lộ anh hùng tới chơi thì em không chịu. Thôi, em không có ngày sinh nhật. Thôi, xin lỗi. em bị nghiện. Không, anh biết, em thua rồi. Em làm gì có ngày sinh nhật chứ. Hôm nay có lẽ là ngày ông nội em nhận em về. Em cũng không muốn phiền mọi người đâu. Phiền cái gì mà phiền. Vậy coi như hôm nay là ngày em chào đời đi. Anh không có biết đâu. Dù cho em có như thế nào thì anh sẽ luôn bên cạnh em bất cứ lúc nào cũng cần. Rồi rồi, đợi người ta gọi lại. Ok. Đợi xíu, từ từ. Để cho người ta gọi lại. Để ta check mấy bạn, mấy anh. Ta xế đã. Nào có, nào có dám mượn lời thoại để nói lời thật lòng đâu. Mưa gió bao phùng vừa toàn. Hải Sinh thua rồi, Hải Sinh sẽ bị bút lỗ tai. Dạ rồi ok. Họ đang gọi cho cái xe taxi đó để kêu họ tìm kìa. Thảo Quyên kìa, bạn em kìa. Thảo Quyên coi kìa, Quyên ơi. Hãy xin lì Thảo Quyên. Chị nhớ là cầm lên xe rồi đúng không? Thì nó rớt xe rồi, nó rớt xe rồi.
Nãy trước khi mà chị đi á, em thấy chị có điện thoại. Cầm điện thoại chị nhét trong đây nè, tiền chị nhét trong đây. Mà tiền chị sợ chị rớt nên chị bỏ trong túi. Còn cái điện thoại vẫn nhét trong đây. Ra hồi nãy chị không có ý. Thôi từ từ đi, không ra đâu, đừng lo lắm. Tắt là 16 độ mà lạnh nè, đổ mồ hôi nè.